Chị cho em hỏi cái bến phà số 1 ở đâu chị? Bến tàu số 1 hả? Dạ, bến tàu số 1. Đi đằng kia, đi thẳng xuống nữa. Bến tàu số 1 là mình đi thẳng tiếp xuống dưới nữa các bạn. Đây, bây giờ là mình ra bến Ninh Kiều này, ra cái bến tàu số 1. Mình đi chợ nội Cái Răng. Cái Răng. À, đây là đầu rất là nhiều tàu các bạn. Bây giờ mình bao nguyên chiếc luôn để mình đi chơi nó thoải mái hơn. Đây, cảng du lịch Ninh Kiều. Ninh Kiều. Đây là bến tàu số 1 này, họ có ghi sẵn cho mình này các bạn. Đây. Mình lên tàu của mình. Dạ, buổi sáng có bán xôi sầu riêng nè. Cốm mà cô? Cốm dẹp sầu riêng kìa, ăn không? Đây, nhanh lên. Rồi, mình xuống tàu đi các bạn ơi. Đứng xem cho người ta. Đứng xem cho cái này đoàn khác rồi mình. Ôi, đứng không? Đúng rồi. Rồi, xuống đây mau phát. Đây, bây giờ mình xuất phát rồi đây. Khách rất là đông. Rồi, xe tàu đã rời bến. À, tàu đã rời khỏi bến Ninh Kiều. Đi lên chỗ chờ nổi mất khoảng bao lâu anh? Dạ, mình đi trên sông Cần Thơ ha, trên sông Hậu ha. Đây cho nói là 7 cây số qua 3 cây cầu, 30 phút đi 7 cây số trên đường sông. 3 cây cầu. Đây là anh lái tàu cùng là hướng dẫn viên du lịch cho nhóm mình luôn. Đây là cái cây cầu thứ hai rồi nè, còn một cây cầu cuối cùng là tới chợ nổi rồi các bạn. Đây là phía sau. Cầu phía trước là 3 cây cầu rồi các bạn, là sắp đến chợ nổi rồi đó. Trời còn bắt đầu sáng rồi. Trên cầu họ có ghi là chợ nổi Cái Răng rồi các bạn. Đúng rồi, chợ nổi Cái Răng nha. Ờ, rất là nhiều đoàn khách, đoàn tàu chở khách đi về rồi đấy các bạn. Là họ có nghĩa là họ đã tham quan chợ từ rất sớm. Từ 4 giờ là họ đã xuất phát, là họ đi đến chợ rồi. Là 4 rưỡi là họ tham quan trong vòng nửa tiếng là họ đã quay trở về. Đây là giống như là ở đây ở miền Tây á. Họ bán cái gì thì họ hay treo trên thuyền á. Chị bán đồ tấp vào những cái đoàn thuyền du lịch này các bạn. Bán trái cây nè, nè bán trái cây ăn sáng này, bán đồ ăn sáng, bán nước uống nè. Đây. Ồ, đã tới rồi các bạn ơi. Tới chợ nổi rồi đó. Đây mà anh chị bán đồ ăn nè. Rất là nhiều. Ở đây là thuyền bán đồ theo. Bên kia là trái cây là họ đưa xuống thuyền nhỏ. Rồi, anh nói là mình đã tới chợ nổi rồi đó các bạn. Đúng rồi, mấy cái cây bèo á.
đó, những cái cây bèo giống như là họ treo trái khóm là mình biết cái thường thuyền đó là bán khóm các bạn. Nếu mà họ treo dưa hấu là mình biết họ bán dưa hấu. Đó, thì mình từ xa là mình có thể quan sát, mình thấy là chiếc thuyền nó bán cái gì thì mình tấp đến mình mua. À, treo cái gì bán cái đó. À, đây này, đây là cù này là cù sắn này. Rồi. Cái thuyền này treo cái bèo cù sắn thì mình biết là họ đang bán cù sắn này các bạn. Cái đó tôi gọi là cây bèo. Dạ, cây bèo. Cù chờ này có rồng không anh? Dài tầm 7-80 mét đó các bạn. 7-800 mét. Đây còn phía trước. Giờ này là tháng mấy là nó trái cây nó nhộn nhịp nhất anh. Cận Tết rồi đó. Cận Tết là trái cây rất là nhộn nhịp, trái cây rất là nhiều. Chứ có nghe bông qua rồi nó đẹp hơn. Có bông hoa đẹp hơn. Giờ này nó hồn, nó hồn. Họp nguyên ngày nhưng mà đông nhất là từ 5 giờ sáng đến 9 giờ sáng. Đây như các bạn thấy là chiếc thuyền này là họ bán bí đỏ này, bí ngô này. Đó. Trên cây bèo của người ta là có treo trái bí đây các bạn. Thì thuyền mình là cứ len lỏi vào trong chờ vậy để tham quan. Anh em chỉ bổ sung đó, thì đúng là treo thì là bán cái đó ha, thì đặc biệt có treo quần áo ha. Dạ. Yeah. Treo quần áo là người ta phơi đâu có bán nha. Đấy, có treo quần áo nhưng không có bán. Thì chợ chủ yếu là bán đồ nông sản ha, bán sỉ không có bán lẻ. Bán sỉ thôi, chủ yếu là bán sỉ không có bán lẻ các bạn. Đó, như anh kia có treo cái khăn đó nhưng không có bán đó, đang phơi khăn đó. Ở đây thì chủ yếu bán cái mặt hàng là nông sản. Cái sản phẩm này của bà con dân làm ra. À, cho em hỏi đầu mình có ăn sáng. À, ăn sáng là ăn ở đâu anh nhỉ? À. Ăn thì mỗi lần mình ăn xong mình bờ thì mẹ, bờ thì lên bờ thì lên bè thì lên bè. Chắc là đi sông em. Tức là có thể ăn bè và ăn đi sông với lại tại cái mình ăn sáng gì là người ta đem tới luôn hay là sao anh? Mình là mình tấp vào mình ăn anh. Mình tấp vào mình ăn. Dạ. Nhưng mà ngồi trên tàu này là ăn đi sông. Còn mình tấp vào rồi lên bè là lên bè ăn. Luôn. Dạ. Thì đặc sản Trà Nổi thì chủ yếu là phun tiêu, phun dưới ha. Còn mình ăn dưới sông là không có tên đó nữa. Mình ăn dưới sông là bún lắc ha. Dạ. Thì ăn bún lắc nữa, thuyền nó lắc thôi. Anh rất là hài hước. Đây là những cái thuyền mà người ta đem cặp bến hay cặp vào sát thuyền mình để họ bán trái cây nữa các bạn. Đó rồi, tại không nói nè. Đó. Lên đây là hình như là hết rồi, là họ quay về đúng không anh? Đúng rồi. À, lên đây là gần cuối chợ các bạn, cuối chợ thì bắt đầu rất là nhiều ha. À, tập thuyền mình sẽ quay đầu trở về này các bạn. Có ăn sáng rồi. Anh cái thời gian mà tham quan chợ cho trong vòng 30 phút chưa tới anh ha. À, đúng rồi, đi tham quan chợ cao lắm, 15 phút. 15 phút thôi các bạn. Ừ.
Di chuyển thì đi và về là mất 1 tiếng đồng hồ. Và thời gian tham quan chợ và ăn sáng thì mất khoảng 15 phút. Đây là điểm cuối của chợ đó các bạn. À, đây là ăn sáng này, có mấy chị đang ăn sáng này các bạn. Ăn sáng trên thuyền luôn. Rồi cởi áo phao ra mà ăn sáng. Đây, mọi người đang ăn sáng trên thuyền luôn các bạn. Mắm nó còn gì khác không cô? Có bún thịt nướng luôn hả? Em ăn gì em? Cho con một hủ tiếu với một bún thịt nướng. Đây, trải nghiệm ăn trên sông, trên thuyền. Đây là bán sữa đậu nành nóng trên sông luôn này. Chị vậy một ly vậy là 10 ngàn hả? Rồi sữa đậu nành ăn cầm nó rớt sao? À. Rồi cho 2 ly sữa đậu nành luôn chị. Nóng. Buổi sáng cho nên ối lạnh cho nên mình uống sữa đậu nành nóng. À. Đây khách ăn trên xuồng luôn này các bạn. Đây là những cái quán ăn nổi trên sông này. Có rất là nhiều món ăn, có bún rêu, bún mắm, hủ tiếu, bún thịt nướng, nướng trên sông luôn. Ở đây có cá cho với dần dần rớt sông luôn bây giờ. Em ừ, em ăn trước đi. À, ăn trước em chưa kêu, em chưa kêu. À, ăn trước. Đó, cái khu chợ nó bắt đầu sáng hơn rồi, mình thấy rõ hơn rồi. Rồi, tới em. Khung cảnh rất là nhộn nhịp vào buổi sáng. Từ 5 giờ sáng. Tô 40 ngàn. Mình kêu một lượt luôn đúng không? Dạ. Em trai em kêu gì luôn kêu luôn nha, chứ chút đoàn khác vào là kêu rất là lâu. Cô ơi, vậy của bên con là còn 2 bún thịt nướng, 1 hủ tiếu với 1 bún riêu. Anh ăn gì anh? Anh ăn đi, ăn. Duy ăn gì vậy Duy? Cô con đọc lại nè cô. 2 bún thịt nướng, 2 bún riêu và 1 hủ tiếu. Dạ, 5 tô tất cả. Anh kêu rồi, anh kêu rồi. Đây bây giờ mình kết thúc cái chuyến thăm chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ rồi các bạn. Bây giờ thuyền mình đang đi trở về lại bến. Rồi hẹn gặp lại Cần Thơ trong một dịp gần nhất. Một cái cảm giác mà trải nghiệm ăn trên sông, ăn buổi sáng trên sông rất là thú vị. Cái này đặc biệt là mình khi mà mình ăn thì
Thì xong rồi chú anh chủ thuyền anh sẽ lấy cái tô này anh sẽ trả lại cho cái chị bán hàng hồi nãy. Chị bữa nay thôi chứ bình thường là đợi. À bình thường là phải đợi ăn hết hả anh? Hôm nay khách đông hả anh? Dạ. Dạ. Đó. Bây giờ là nhiều đoàn khách họ bắt đầu quay trở về rồi các bạn. Cái tô bún này nó rất là đặc biệt, nó ngồi trên thuyền nó ăn, nó rung nó lắc. Và nó có cái hương của sóng nước miền Tây. Buổi sáng có gió, có chút gió cho nên sóng nó cũng hơi lớn này các bạn. Nó đập. Đó. Cái hồi này là bún này là mình keo trang chút nước mắm nhưng mà giờ nước rất là nhiều. Nước ngoài nó đập nó văng vô tô luôn á. Chờ nồi cá răng hè gặp lại quý khách trong thời điểm gần nhất. Hè gặp lại các bạn nha. Bây giờ mình kết thúc video ở đây. Cái đặc biệt của cái bún thịt nướng ở đây á là bên ngoài là họ cuốn thịt nạc nhưng mà bên trong là họ cuốn thịt mỡ. Cái này thì mình không biết là họ làm để cho nó ngon hay là họ làm thịt mỡ cho nó rẻ. Đây mình mỡ nạc sợ nó cứng á. Đây đó, bên trong là thịt mỡ này các bạn. Đúng rồi, bên trong rất là nhiều mỡ. Cái này là cuốn thịt nạc, bên trong là thịt mỡ này. Đó, đúng là thuyền đang rung lắc dữ á, cuốn lắc á. Mình ngồi cũng vừng luôn á. Đây, thịt mỡ. Nói chung là đây là mình thích một cái trải nghiệm thú vị trên thuyền, ăn sáng trên thuyền. Với một cái phần ăn mà 40 ngàn thì cũng không có thể gọi là rẻ được, nhưng mà thôi cũng tương đối chấp nhận được nếu mà các bạn đi du lịch về Cần Thơ ghé thăm Chợ Nổi. Khi mà cái đoàn mình đi về thì mặt trời nó cũng bắt đầu lên cao này các bạn. Cái trải nghiệm rất là thú vị trên Chợ Nổi Cái Răng Cần Thơ. Một buổi sáng tham quan Chợ Nổi rất là tuyệt vời. Một trải nghiệm rất là thú vị trên cái vùng sông nước miền Tây. Đó là những cái đoàn khách mà họ cũng chuẩn bị xuống thuyền để đi tiếp tục tham quan các bạn. Rồi, thuyền đã vào bến. Thôi mình đi lên thôi. À, tiền sao vậy? Dạ, rồi bao nhiêu tất cả anh? 300. Mình đi bao một chuyến thuyền đi nguyên đoàn là 300 ngàn các bạn. Cảm ơn anh nha.